Chiều nay vào lúc 15 giờ, câu lạc bộ Ulsan Hyundai đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày mai 21 tháng 12. Trong thành phần đội hình của đại diện đến từ Hàn Quốc, có thể dễ dàng nhận thấy sự góp mặt của hầu hết các gương mặt đã cùng câu lạc bộ Ulsan Hyundai cán đích ở vị trí thứ tư tại K-League Classic và sau đó xuất sắc giành ngôi vô địch FA Cup. Thành tích đáng kể nhất của Ulsan Hyundai vẫn là chức vô địch AFC Champions League năm 2012 sau khi đánh bại câu lạc bộ Al Ahly của Ả Rập Xê Út trong trận chung kết. Bản thân huấn luyện viên trưởng Kim Do-hoon cũng được đánh giá là nhà cầm quân trẻ giàu triển vọng khi chỉ trong vòng hơn một năm dẫn dắt Ulsan Hyundai đã giúp câu lạc bộ đạt được những thành tích rất đáng kể. Toàn đội sẽ di chuyển về khách sạn Daewoo, Hà Nội trước khi có buổi tập duy nhất trên sân vận động Hàng Đẫy vào tối nay. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Ulsan Hyundai FC sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai, 21 tháng 12 và được trực tiếp trên kênh VFF Channel.